Chiếc này ai đứng tên? Cho xin gà vẹt đi. Hả? Ừ, đúng không? Mình nói có sách mách có chứng. Phải có cái gà vẹt để tôi ra được so với cái bảng số tôi mới tin cái xe này của. Gà vẹt bả giấu này kỹ quá. Giấu đâu không? Giấu đâu? Giấu đây. Máy chỗ này phải che lại, không có cho thấy cái cà vẹt của bả nha. Để người ta phát hiện. Trời ơi, bỏ một bịch đi lông luôn. Ta trả nhiêu? 32 triệu. Ta trả 32 hả? Giờ tôi trả 33 bán không? Dạ không. Sao vậy? 450 cũng không bán luôn. 50. Xin chào quý vị khán giả đến kênh Top Nghệ Sĩ Tiết Cương. Hôm nay Tiết Cương đang ngồi uống cà phê ở một quán nhỏ ven đường, đường Trần Văn Đan. À, cuối ngay chỗ bờ kè có quán cà phê bà con. Thì ngồi đây á, tự nhiên thấy có chiếc xe dễ thương quá. Đó. Chiếc này là Future X nha bà con. Đó. Và có tìm hiểu với một số người đây để mình hỏi coi xe này của ai. Anh ơi, cho em hỏi cái xe này của ai anh? Xe của cô chủ quán. Ờ, xe cô chủ quán. Ủa? Quán cà phê. Cái xe này thường đàn ông đi mà. Ờ, vậy mà cô đi xe này đó. Vậy hả? Vậy cô chủ quán ơi, chào ơi. Vậy vô đây cho gặp cô chủ quán ấy đi. Chị ơi. Cho hỏi chị là chủ cái xe Future X đó hả? Cái chiếc đó chị đi mấy năm rồi? Dạ 10 năm rồi. Ồ 10 năm. Chứ hỏi chị đi hồi đó sao chị không mua tay ga mà chị đi mua Future? Dạ cái này là bà chị bà mua để bà tập cho em. Trời ơi. Hồi đó đập thùng nhiêu chị biết không? 32 triệu. Ồ của hãng Honda luôn mà đi từ xưa giờ là chị có sửa gì xe này chưa? Dạ, nói chung là không có sửa. Không có sửa. Mà chiếc này ai đứng tên? Cho xin gà vẹt đi. Ừ, đúng không? Mình nói có sách mách có chứng. Phải có cái gà vẹt để tôi ra tôi coi với cái bảng số tôi mới tin cái xe này của. Gà vẹt bả giấu này kỹ quá. Giấu đâu không? Giấu đâu? Giấu đâu rồi? Giấu đâu rồi? Em giấu ở đây. Giấu đây. Máy chỗ này phải che lại, không có cho thấy cái gà vẹt của bả nha. Để người ta phát hiện. Trời ơi, bỏ một bịch ni lông luôn. Bỏ một bịch ni lông. Mấy lớp luôn á nha. Đó, mấy lớp luôn á. Trời ơi, bỏ trong cái một cái bịch ni lông lớn, một bịch ni lông nhỏ, bỏ trong một cái bóp. Bỏ bà chị hả? Bà để bà sầm mất á. Bỏ trong thêm một cái bóp nữa. Trời ơi, quá trời vậy. Ủa? Sao bản photo? Photo thôi chứ không có để cầm chính mất cầm xịt mất. Sao mất hả? Còn Quỳnh Ngọc Hân là ai? Em nè. Đây, có chứng minh đàng hoàng quê quán Tiền Giang nha bà con. Quỳnh Ngọc Hân đúng người đúng tội, ý lộn, đúng người đúng xe. Bản số là 21780. Ủa anh quay phim cho hỏi là cái 211 là lên 5 số hả anh? Đúng rồi, 22 ngàn người, cuối 20 là 5 số. Ờ vậy là này là Vin phải không? Vin. Có sang tay không anh? Chưa. Không, tháng 7, 21, cái này tháng 7, 21 là chuẩn luôn phải không? Mua hãng cái nằm đâu vậy chị? Ngay chỗ cái bàn 8 mình đó. Cho coi bản số nè, anh camera ơi. 21780, 21780 nè. Rồi giới thiệu quý vị, đây là chiếc Future X của công chúa Ngọc Hân. À, công chúa Ngọc Hân. rồi cất vô đi để có gì mất. Cho hỏi công chúa Ngọc Hân đã có gia đình chưa? Dạ chưa. Chưa. Đó, đây bà con ơi, công chúa Ngọc Hân chưa có gia đình cho nên những anh nào mà mê cái dòng xe Future, muốn sở hữu chiếc xe và muốn sở hữu Ngọc Hân thì cứ đến quán cà phê. Đây để cho coi. Vui cà phê đúng không? Vui cà phê phải không? Địa chỉ số mấy người ta biết chứ. Số mấy công chúa? 219/91 Trần Văn Đan. Nói chung là bà con đi cuối Trần Văn Đan giáp bờ kè là thấy cà phê vui á, là tới đây. À, anh nào muốn sở hữu chiếc Future và sở hữu công chúa thì cứ đến đây liên hệ trực tiếp ha. Rồi bây giờ thì công chúa cho ý thôi kêu bản thân đi. Ờ tự nhiên nó công chúa kỳ cục quá. Ê cái chìa khóa cất vô sao người ta quay. Cái chiếc này đi 11 năm rồi hả? Dạ mua 2010. À lộn, mới có 9 năm mà. 10 năm. Nãy trong đá ta 20 tháng 7 2011. Cãi hoài. Cãi hoài à. Mà chiếc này đi đó giờ có hư không? Dạ nó tại vì không có hư. Cái còn cái tròn lùi gì á, không có hư gì hết. Chạy đây máy cho máy cho thấy là chiếc này chạy 42.000 rồi. Có thay nhớt đầy đủ không? Dạ có. Thay nhớt đều là, nhưng mà mình nữ đi sao biết cách thay nhớt? Dạ cứ 2-3 tháng là mình để ý là mình phải thay nhớt. Rồi nói giỡn thôi, cho Tiết Cương quay cái xe này ha. Dạ. Rồi chị vô uống cà phê. Ủa bán cà phê đi còn cho tôi quay xe nha. Dạ.
chúng ta sẽ review cái chiếc Future XFI của công chúa nha. Cái này là Godzi 17140, cái này thông số có chữ C chữ N nè, để lát mình kiểm tra cái đèn sau giống là một cặp. Mà theo lời của công chúa thì chiếc này một đời chủ và cổ đi từ đó giờ, thì chiếc Cương nghĩ cái này là nguyên bản hết, chỉ có chắc nghĩ là chỉ lai cặp vỏ thôi. Vô cái mặt nạ của nó thì có chữ là Future X đó, cái tem nó cũng tương đối thể thao ha. Cái kiểu dáng của chiếc này thì chiếc Cương thấy Honda thiết kế cũng rất là thể thao, và có một cái điểm đặc biệt đó chính là cái mặt nạ của nó bà con. Nó cũng hơi giống cái thằng Future Neo, thì nó cũng có cái mặt nạ kiểu dáng thể thao, mà cái mặt nạ nó ăn vô cái đèn lái và nhìn nó có vẻ nó quạo hơn chút. Còn cái Future Neo thì nhìn nó hiền. Rồi bây giờ cái mặt đồng hồ. Đây, đồng hồ thì đây có báo số nè, này mo nè. Cái này xăng với km đã đi. Đó. Số 4 là có thể lên được tới 130 nha bà con. Đôi khi tôi nói là xe này chạy được 160, cái bà con mới nói ủa Tiết Cương nói kỳ vậy, nhưng mà tại cái thông số của bên Nhật họ làm họ ghi 160 thì mình đọc 160 thôi. Bữa review chiếc Exciter mình nói xe này chạy được 180, bà con nói ủa xe này cù bắp sao chạy được 180. Nhưng mà thật sự là cái thông số của người ta ghi 180 thì Tiết Cương đọc 180 thôi, mà bà con cũng không chịu nữa. Chiếc này là FI là phun xăng. Cái này là cái nút đề phải không anh Quê Phiêu? Cái này là cái ốc của nó thôi. Nhưng mà cái lóc đề nó nằm đây phải không? Cái lóc đề nằm đây nè. Cái mà cái tem này là tem cam này là đời cuối luôn hả? Đời cuối cùng của nó là tem cam. Vậy là sau cái dòng theo Tiết Cương được biết thì sau cái dòng Future Neo cực kỳ ưu chuộng tới Future X là thằng này đời cuối cùng á, thì tới cái những cái Future từ đời 22 đổ về sau là không được ưa chuộng đúng không? Những cái đời sau coi như là hình như là nó dở lắm từ khi mà đổi form á. Bây giờ Tiết Cương sẽ cái xe này thì cái lốc máy nó ram màu lông chuột nha bà con. Cái này cũng ram luôn nè, đó cần số cũng ram luôn, nó không xi mà ram, nó ăn vô cặt te cũng là màu ghi luôn. Đây kiểm tra cái nè, cặp đúng đời luôn nè, GN nè, vậy là niền trước niền sau là đúng đời, không có lai. Những cặp te zin hết nè, những cái thông số còn ghi trên máy hết nè. Ừ đó, có năm sản xuất luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái bô. Bô theo xe luôn, Honda 125 luôn không, ANF 125 Godzi luôn. Ơi công chúa ơi, sao đi xe không rửa vậy ạ? Trời ơi, bà ra đây bà ngồi bà bán vé số luôn kìa trời. Đeo cái mi vô nó, đeo nó mi nó chị xíu đi luôn luôn gì. Rồi bây giờ cho tôi nổ máy thử cái tiếng máy nha. Trời ơi máy còn chắc lắm bầu ơi, máy cứng ngắc nè. Sao bụi nhiều vậy? Kiểu như lâu quá không có nẹt bô phải không? Nó ra bụi rồi. Bạn Ngọc Hân ơi, cho Tiết Cương hỏi từ lúc đi cái xe này giờ có nào mình chạy ngoài đường mà có người tới người ta hỏi mua không? Không. Không ai hỏi hả? Có bán rồi. Đâu hỏi. À, biết là không có bán rồi nhưng mà ý là có ai hỏi mua không? Có ai hỏi không? Người ta trả nhiêu? 32 triệu. Ta trả 32 hả? Giờ tôi trả 33 bán không? Dạ không. Sao vậy? 50 cũng không bán luôn. 50 cũng bán. Xe kỷ niệm mà bả đâu rồi? Bả chết rồi, bả mua lại á. À đúng rồi, như vậy là có sang tên đàng hoàng đúng không? Có tên của em ở trong đó. Nhưng mà chiếc này hồi đó là Honda mua ở chỗ nào? Ngay cái bánh 8 bình á. Rồi biết chỗ đó rồi. À vậy là chiếc này đi là kỷ niệm là coi như là 50 triệu cũng không bán luôn phải không? Dạ. Mà cái này đi chứ chỗ này bị gì vậy? Ổn quá rồi, ai lấy đồ sơn lại vậy? Đâu có ai lấy sơn lại đâu. Tự nó vậy luôn hả? Dạ. Mai mốt xe mình đi là đừng có cho ai mượn không? Cho trai mượn đúng không? Không, cho trai đâu, cho gái mượn. Cho gái mượn gì, xe mình đi là không có cho ai mượn á, về nó luộc đồ là chết luôn á. Rồi bây giờ kiểm tra lại cái cốp, coi cốp mở làm sao? Cốp mở làm sao? Rồi đẩy vô cái hả? Đây, bà con ơi, cái cốp thì, cái này cốp cũng tương đối nhỏ.
Đây là xăng, xăng đổ biết đầy bình nhiêu tiền không? Dạ có khi 4 mấy ngàn. À 4 mấy ngàn đi được tuần không? Dạ có khi 10 ngày. 10 ngày bà con. Vì là chiếc này rất là ít hao xăng, nó là FI mà. Cái engine của nó thì bây giờ những cái đời sau này thì Honda họ sản xuất bằng bằng nhựa ha, nó đỡ xét ha. Có thông số nữa nè, trên thông số bên xe nè. Đó. Tôi không biết đời mấy luôn á, nhiều quá. Ủa mà cái bọc in là zin không ta? Cái bọc này nè. Cái bọc này lai rồi. Cái bọc này thay rồi. Vậy là xe này hiện tại Tí Cương thấy là chỉ có bị lai cặp vỏ với cái da yên là hen. Cái tem của nó cũng đẹp ha, ha bà con. Tem ít nè, nhìn nó rất là thể thao. Uống lượng. Rồi. Cái máy nó nằm này cứng ngắc là đâu có thấy gì trong này đâu, quay nó là hàng FI thì nó rất là bền rồi. Thấy gì chổng không? Nhìn nó thấy gớt đầu chưa? Chưa luôn ha. Không có rửa. Xe này đi là coi như là bà chủ bà không có rửa thì thôi. Bây giờ sau khi tôi review xong, tôi tặng các xe đi rửa, đồng ý đem đi rửa không? Không, em rửa một mình em. Cái gì? Để em rửa. Không, tôi hiểu rồi, nhưng mà tôi tặng các xe đi rửa, đồng ý không? Gặn đi rửa ha, để sạch sẽ đẹp trai lên đi. Rồi bây giờ cho tôi mượn chạy vòng được không? Được. Trời ơi, vẫn ghen sao không sợ mình chạy luôn. Nói đùa vậy thôi, thì Tiết Cương sau khi... Chạy đi có thoải mái. Thôi được rồi, cảm ơn review cái xe. Ủa cái bao tay này zin không ta? Cái cặp này zin không? Zin hết luôn hả? Cặp kiến cũng zin hết luôn. Xe này theo Tiết Cương đi. Theo Tiết Cương được biết thì hiện tại thị trường họ cũng rất là thích, và nhiều người cũng săn lùng về cái dòng này. Và giá trị của nó hiện tại bây giờ cũng chỉ có thua kém Future Neo FI một chút thôi. Và thí dụ những xe này và những xe đẹp thì có thể đổi giá lên từ 30 tới 50, tùy cái chất của xe. Nó thua Future Neo xíu. Future Neo thì xe đẹp thì có thể đổi giá từ khoảng từ 40 cho tới 70. Rồi. Như vậy là cảm ơn quý vị đã theo dõi clip review chiếc Future X FI đời 2011 của bạn công chúa. Rồi, Tí Cương xin cảm ơn Ngọc Hân đã hỗ trợ Tí Cương review chiếc Future X, mà chia sẻ những cái thông tin và những cái gọi là những kỷ niệm về chiếc xe này, rất kỷ niệm của Ngọc Hân ha. Hy vọng rằng sau clip này thì Ngọc Hân sẽ có người tới quay phim cho mình chiếc xe này, và đặc biệt là Ngọc Hân sẽ có người rước đi nha. Đi đâu anh? Đi đâu thì cái chuyện đó của Ngọc Hân với người đó, tôi sao tôi biết được, không lẽ tôi gần. Xin chào quý vị đã theo dõi, xin chào. Đây là giây phút chùm xe của cô ấy. Ủa trời nắng cũng chùm hay là trời mưa mới chùm? Nắng mưa gì chùm hết. Nắng mưa chùm hết, kỹ không? Để bảo vệ xe. Bảo vệ. Đó. Đó, ai mua chiếc xe này là khỏi sao đi làm luôn. Đó, phải chùm vậy luôn, trời ơi là trời. Quá dữ. Hay quá Ngọc Hân ơi. Xe này hàng hiếm mà còn chùm này. Ê mà xe chùm thôi chứ người đừng chùm nha. Người chùm là không ai tới đâu đó.